trần ly, anh chìm đắm trong men cay đắng. Nồng khóc chát làn mi, uống cùng anh cho đêm ngày say chất ngất. Dẫu năm tháng ấy còn đâu, những đam mê ta kiếm tìm bỏ mắt xanh người, lạc giữa mây ngàn vì chốn xa xôi. Hãy say cùng anh, hãy hát cùng anh, hãy khóc cùng anh thêm một lần để anh được gần trái. Dạ vâng, một tràng pháo tay thật lớn dành cho phần trình bày vừa rồi của hai mẹ con. Dạ vâng, cảm ơn chị và cảm ơn bạn rất nhiều. Cho em hỏi một chút thôi. Dạ vâng, động lực nào chị tiếp tục để cho bạn theo đuổi cái con đường đam mê với nghệ thuật của mình đúng không ạ? Tại vì bạn cũng thích đàn ấy, với cả muốn bạn ấy có thể tự tin đứng trước mọi người để biểu diễn ấy. Thực ra thì hôm nay lên biểu diễn với bạn là do bạn cũng muốn là mẹ hát cùng, chứ còn mình cũng chỉ mới biết cái bài này và tập cái bài này trong vòng một tuần. Dạ vâng, tuyệt vời không ạ? Dạ vâng, một tràng pháo tay thật lớn dành cho hai mẹ con. Và cho chú hỏi một chút là con học bài này với cá nhân con thôi nhá, con học bài này thì mất khoảng bao nhiêu lâu con? Con cũng không nhớ. Không nhớ nữa đúng không? Và kính thưa quý vị, thì quý vị chúng ta có muốn là với con em của mình, chúng ta cũng mong muốn sẽ có bố hoặc mẹ, thậm chí những người anh em của mình sẽ lên trên này trình diễn vào những năm tiếp theo không ạ? Dạ vâng, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Cho em hỏi một câu cuối cùng đi, trước khi chị xuống trở về vị trí và chúng ta cùng theo dõi những nhạc phẩm tiếp theo, thì cho em hỏi một câu, đó chính là cảm nhận của chị như thế nào khi cho bạn nhà mình tham gia ở trong trung tâm nghệ thuật Alpha Music của chúng em được không ạ? Dạ vâng. Chị rất là tin tưởng trung tâm nên là đã gửi gắm bạn ấy học đến khóa này là khóa thứ 3 rồi. Và cũng biểu diễn, bạn ấy thực ra là bạn ấy biểu diễn lần này lần thứ 3 rồi. Còn chị thì lần đầu tiên đứng trên sân khấu này cũng hơi mất bình tĩnh. Dạ vâng. Đây à, bạn thành công, cho chú hỏi một câu nữa này. Năm sau, năm thứ 4 đấy, thì con có muốn là cả bố, cả mẹ, cả các em của mình lên sân khấu không? Chuẩn bị một nhạc phẩm nha, được không? Chắc là có. Đúng ạ, dạ vâng, một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chờ đón những năm tiếp theo đúng không ạ? Cảm ơn chị và cảm ơn bạn rất nhiều.